xin mời chú Sáu cùng với hai cô uống nước ạ. Xin cảm ơn Đinh Diệu Đà. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay tẩy xá của Sáu Siêu Sạch rất là hân hạnh được tiếp đón hai vị khách mời, hai vị khách quý, hai thành viên của ban giám khảo chương trình cùng HTV Hành Động Xanh, tiến sĩ Võ Thị Phi Giao và tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương. Rất hân hạnh được gặp anh Sáu Siêu Sạch và Đinh Diệu Đà. Xin chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Hôm nay thưa Đinh, mời khách cái nước gì mà đẹp quá vậy? Dạ, trà hoa đậu biếc đó chú. Đang rất là hot trend nha. Những cái chất chống oxy hóa, cụ thể là màu xanh này, nó có thể nó làm cho da dẻ trở nên đẹp hơn. Dạ, dạ chống lão quá. Nhưng mà hạt của hoa đậu biếc mình phải cẩn thận khi sử dụng. Chú ơi, bây giờ con muốn là mình mời hai cô cùng xem chương trình và chấm giải với mình là coi như mỗi số phát sóng luôn. Tại vì con thấy hai cô rất là dễ thương nè và có rất là nhiều kiến thức hay nữa. Ây da, đâu có được con. Tại vì mỗi một tháng vậy là mình phát sóng mấy chục video clip lận. Làm giám khảo thì hai cô phải mất thời gian nè, ngồi xem nè, cân đong đo đếm phân tích mọi thứ, nó mất nhiều thời gian lắm. Cho nên là mời hai cô chấm giải của tháng đã là hơi cực nhọc rồi đó. Dạ. Đúng không cô Hương? Ra thì cũng không có gì cực nhọc, cá nhân em thấy rất là vui. Bởi vì là em không có ngờ là chương trình này lại có sức lan tỏa lớn như vậy. Rất là nhiều người ở xung quanh em, người ta gặp em, người ta nói là trời ơi, mỗi lần coi xong một cái chương trình là người ta cảm thấy giống như là có một cái động lực thôi thúc bản thân người ta phải làm một cái gì đó để cho cái môi trường thành phố của chúng ta tốt hơn, ngôi nhà chung của chúng ta ngày một tốt hơn. Và ngay bây giờ thì con xin mời chú cũng như là hai cô cùng xem clip đề cử của giải Lối Sống Xanh nha. Cô hình dung là từ một hoạt động nhỏ của mình mà người dân lại có thể từ cái ý thức giữ gìn môi trường, cái ý thức phân loại rác tại nguồn và cái ý thức là người dân trồng nhiều cây xanh để có thể tạo mảng xanh cũng như là lọc không khí. Giờ chúng tôi cũng tận dụng những cái mà phế liệu á mà có thể đổi được để dành đó đi, khi mà phường có tổ chức đợt mà đổi cây xanh á thì tôi sẽ lấy ra để tôi đổi. Tôi đổi những non bia và những chai nhựa được 10 kg và tôi lấy cây xanh để tôi trồng trước nhà. Mình phân loại rác tại khu dân cư là cho nó sạch sẽ hơn, không có ảnh đem ra những cái bãi rác khác thì nó có thể là gây ô nhiễm chỗ khác. Đem ra cái bãi rác tập trung đó là bớt công việc làm cho những chị ở trên đó, bớt những cái công việc đó, sợ là đem ra là ra ngoài là mình không xử lý kịp và cái lượng rác nó sẽ tồn đọng lại. Khi đi tập thể dục, đi họp ở phường hay đi chợ, tôi đều có thói quen nhặt túi ni lông rác còn sót vung vẩy trên đường đi đã hơn 20 năm rồi. Bởi vì khi dạy học sinh, mắt thấy rác tay nhặt liền, tôi phải làm gương thành thói quen phản xạ. Và các bao đã tiết kiệm được tôi dành tặng lại cho các chị hàng gánh, tái sử dụng cũng là có ích cho người lao động. Mô hình tuyến hẻm 205 đường Đoàn Văn Bơ, văn minh thân thiện môi trường của phường 13 quận 4 ngày càng phát huy được hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Sự thông thoáng, sạch đẹp cùng với nhiều cây xanh được các hộ dân chăm sóc tỉ mỉ, tạo một không gian thoáng đãng, đậm nét mỹ quan đô thị. Sau khi xem xong những video clip đề cử cho giải Lối Sống Xanh thì mọi người rất là nóng lòng muốn biết ý kiến của hai cô về những video clip vừa rồi. Có 3 clip rất hay. Clip về chuyến xe hạnh phúc vì màu xanh. Cái clip này có ý nghĩa chỗ là những phế liệu, những cái rác thải có thể tái sử dụng thì được thu gom lại, đổi lấy cây xanh. Cây xanh có thể làm đẹp cho cái môi trường sống. Đồng thời phế liệu rác thải tái sử dụng có thể sử dụng lại lần nữa. Một điều nữa làm cho em rất là thích cái clip này đó là các bạn trẻ còn dùng các đầu sách báo mà các bạn thu được để mở thư viện cho các em thiếu nhi. Điều này nó cũng có nghĩa là nó khuyến khích mọi người chia sẻ với nhau. Còn cái video clip về phân loại rác ở chung cư thì sao cô? Rác thải hữu cơ được tách riêng, rác thải tái sử dụng được tách riêng và việc phân loại như vậy sẽ giảm cái áp lực cho cái công ty
mà họ thu gom rác. Có một clip nữa con cũng rất là thích, đó là clip tuổi già làm đẹp cho cuộc sống. Không biết là hai cô nghĩ sao về clip này? Cô Lê Thị Thu Cúc, cô đã 20 năm nay cô đều đặn làm một công việc là dọn những cái rác mà cô thấy. Cô đã truyền cho học sinh của cô hoặc là những thế hệ trước cô trong 20 năm nay thói quen là phân loại rác và giữ vệ sinh môi trường. Mà con thấy chương trình mình sao mà clip nào cũng hay hết chú ha. Mà clip được giải nhất thì con đoán sẽ là... chú Sáu biết là nãy giờ chú Sáu quên gì không? À, quên gì con? Quên nặng lắm luôn nha chú. Tại vì chương trình mình á là có tới 3 vị giám khảo lận. Mà nãy giờ là chú Sáu mới giới thiệu có cô Phi Giao và cô Quỳnh Hương thôi. Vẫn còn một vị giám khảo nữa, đó là nghệ sĩ Thanh Thủy. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ nghệ sĩ Thanh Thủy nha chú. Thanh Thủy xin chào thân ái tất cả mọi người. Thanh Thủy xin chào chú Sáu siêu sạch nè. Chào Thư Đình Điệu Đàn nè. Chào Phi Giao và chào các Quỳnh Hương. Cô Thanh Thủy ơi, con thấy là cô Thanh Thủy đã làm ban giám khảo cho rất là nhiều chương trình rồi. Vậy thì bây giờ làm giám khảo cho chương trình cùng HTV Hành Động Xanh thì có vất vả lắm không cô? Thanh Thủy thấy rằng là một cái chương trình rất là nhiều màu sắc. Đôi khi mình nghĩ rằng là một cái chương trình mà mang một cái tính chất cổ động thì nó sẽ bị khô khan đúng không? Nhưng mà thật ra ở cái chương trình này, Thanh Thủy khi mà mỗi lần mình xem tất cả mấy cái clip mà của quý vị gửi lên để mà dự thi của chương trình đó, thì là mình cảm nhận được rất là nhiều những cái nhiều tầng cảm xúc làm cho mình hưng phấn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp những video clip cho giải Hành Động Ấn Tượng. Quên mình nhé, chúng ta quyết tâm bảo vệ môi trường. Các bạn phải được đem vào thùng rác cho gọn gàng nha. Báo của chú công nhân ngày đêm quét rác thương ghê. Nên ta phải chung tay cùng nhau đóng góp môi trường. Nhằm phát huy vai trò nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đồng loạt các khu dân cư trên địa bàn quận 4 đã tổ chức lễ ra mắt nhóm hộ tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đến nay đã ra mắt 717 nhóm hộ tự quản, đã có gần 5.000 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn. Ở trong gia đình tôi thì đa số các rau củ quả mà sau khi chế biến thì đều có thể là sử dụng tái sử dụng để trồng lại rau sạch. Ví dụ như là sả này, cà rốt này, hành lá, khoai tây, táo. Đêm chìm trong tiếng nhạc leng keng, tay chổi em khua nhanh như múa hơi, á hơi. Tiếng chổi tre nhắc nhở bao người giữ cho đời trong lành thơm mát, lòng em thêm rào rát niềm tin. Chị Thanh Thủy nên công bố kết quả cho mọi người biết đi. Chứ em thấy là anh Sáu với lại Đình Điệu Đà là nôn nóng lắm rồi đó. Đúng rồi cô. Tất cả đều đầy cái lòng nhiệt huyết, không có hạn chế, tức là không hề có một cái biên giới về vấn đề tuổi tác. Các em nhỏ xíu 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 để mà ca ngợi môi trường. Nãy giờ con ngồi đây là con đã nhìn lén bảng chấm điểm của hai cô rồi nha. Là con thấy hai cô có tiêu chí và thang điểm rất là rõ ràng luôn. Rồi hai cô còn ghi nhận xét. Chú Sáu biết vì sao rồi? Vì cô Quỳnh Hương là nghiên cứu về biến đổi khí hậu cũng như là về khí nhà kính. Cho nên là cô Quỳnh Hương rất đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Đúng không cô Hương? Dạ đúng rồi, thì anh Sáu với Đình cũng biết rồi đó, là tất cả những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay, chẳng hạn như là nóng nực nè, xâm nhập mặn ngày càng sớm và sâu, rồi mưa lũ thất thường vân vân, tất cả những điều đó đều là hậu quả của biến đổi khí hậu. Cho nên ở cương vị của một người làm khoa học, Quỳnh Hương luôn cố gắng chia sẻ những cái hiểu biết của mình đến tất cả mọi người xung quanh, với hy vọng là giúp đỡ mọi người nhận ra được cái vai trò cũng như là ý nghĩa của từng cái hoạt động của mình. Từ trước giờ là em tưởng là công việc làm khoa học tự nhiên thì nó rất là khô khan. Vậy mà bây giờ nghe cô nói sao mà em thấy thú vị quá à. Thôi bây giờ là con xin mời cả nhà mình cùng xem những đề cử của giải không gian xanh nha. Văn phòng xanh đang là xu hướng được nhiều người chú trọng. Hiểu được điều này, nhiều cơ quan doanh nghiệp, trong đó có cơ quan lực lượng thanh niên xung phong, đã đem không gian xanh vào công sở
bằng cách tận dụng những khoảng trống của cơ quan như những lô gia, ban công, hành lang để chung tay cải tạo thành những khu vườn nhỏ xinh xắn với cây xanh và đầy hoa tươi. Chở Kỳ Trường một nhịp tình cờ dạo bước trên hành lang quen thuộc, dừng lại trước cửa văn phòng khoa ngữ văn. Cụ sinh viên chợt nhận ra một cảm giác rất lạ. Một góc xanh nhỏ xinh và thật đẹp mắt. Với khẩu hiệu chung tay góp sức nâng cao ý thức luôn được mọi người ủng hộ và tham gia một cách nhiệt tình vui vẻ, công ty đã kêu gọi mọi người không nên xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời phát động cuộc thi chung tay bảo vệ môi trường bằng cách tạo không gian xanh nơi làm việc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu khu công viên xanh, sạch, đẹp của cư dân mình. Nào các bạn cùng đi thôi. Trước tiên là xin có một vài cái nhận xét về clip Chim trong thành phố. Mình Hương thấy thông điệp của clip này nó rất là lớn. Tác giả cho thấy là ngay cả trong một cái hệ sinh thái đô thị đông dân bậc nhất như thành phố của chúng ta vẫn cứ là một ngôi nhà chung của muôn loài, và chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cái ngôi nhà chung đó cho muôn loài luôn. Một cái clip tiếp theo mà Quỳnh Hương cũng cảm thấy rất là ấn tượng đó là cái đường hoa 10 giờ, bởi vì ý nghĩa của clip này nó rất là đa dạng. Nó không những là làm tăng mỹ quan của nơi sống nè, rồi tăng đa dạng sinh học nè, mà còn là một cái công cụ để mà kiểm soát địch hại ở trong cái ruộng lúa nữa. Khi mà chúng ta tăng được cái đa dạng sinh học ở ven bờ bằng vẻ đẹp của những bông hoa 10 giờ thì cái vẻ đẹp đó nó sẽ thu hút các cái loại côn trùng có ích đến và làm giảm thiên địch, cho nên ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi nghe cô Hương nhận xét như vậy thì anh Sáu và cô Đình có nghĩ rằng clip nào sẽ đoạt giải không ạ? Trời khó quá hả chú ha? Mỗi người một vẻ 10 phân vẻ người khó đoán quá, tôi để ban giám khảo quyết định đi. Trời ơi, con cứ tưởng là chú đang nói ba cô trò ở đây là 10 phân vẹn 10. À không, ba cô trò thì quá đẹp rồi. Chú đang nói video clip kìa, những video clip cho giải kìa. Dạ, và kết quả của giải không gian xanh chính là... Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp những video clip đề cử cho giải tiếp theo. Hôm nay mình sẽ làm một món đồ chơi vừa rẻ tiền mà vừa là từ đồ tái chế, là trò chơi bi lắc. Đầu tiên là chiếc hộp giày này, do mẹ mình mua giày nhưng mà mẹ mình không có dùng nữa, mình đã dùng nắp chai này. Mình sẽ làm đầu cho những cái cầu thủ đứng đây. Về phần tay cầm thì mình sẽ dùng hai chiếc vỏ nắp chai này cụp lại, mà làm tay cầm sẽ dễ vứt dàng vặn hơn như thế này. Thank you.
Ôi nhanh quá chú ơi, chưa gì mà mình đã tới với giải thưởng cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay rồi. Đó là giải thưởng sáng tạo và tái chế. Con biết là chú rất là thích giải thưởng này có phải không nè? Ừ, quá là thích đi chứ, chú xem mê mẩn luôn đó. Cô Thanh Thủy ơi, nãy giờ cô Thanh Thủy có còn theo dõi chương trình không ạ? Người ta đang tập trung hết sức, kể cả về cái cảm xúc của mình, rồi kể cả vừa nghe vừa nhìn luôn. Thì trong đó nó có hai cái clip. Một cái clip là về mặt mỹ thuật, các em chắc là sinh viên là đi vẽ ở những cái mảng tường mà về công cộng, nó dễ thương lắm. Và đương nhiên cái nội dung đã làm cho chúng ta rất là vừa hình thức bắt mắt và vừa cái nội dung. Và các bạn mà đồng lòng với nhau để đi vẽ những cái mảng tường đó thì là cái công sức rất là nhiều. Còn tái chế có một cái clip là các bạn đã bỏ gia đình của mình, đã bỏ đi những cái vỏ chai, thì bây giờ đã lượm lại những cái vỏ chai đó và chúng ta trồng lên những cái cây xanh ở trong đó để tạo một cái mảng xanh cho gia đình của mình. Cái hành động và của một cái gia đình mà lấy những cái vỏ chai đó để tạo thành một cái mảng xanh cho gia đình mình thì Thanh Thủy nghĩ rằng là Thanh Thủy đã thích cái đó. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy ạ. Cô Quỳnh Hương ơi, không biết ý kiến của cô thì như thế nào ạ? Việc mà tái chế rác thải nhựa nó chỉ là một cái giải pháp mà tạm thời thôi. Chúng ta cần phải tiến tới cái việc mà hạn chế sử dụng tất cả các cái sản phẩm nhựa. Bởi vì nhựa từ cái khâu mà khai thác nguyên liệu cho đến sản xuất rồi vận chuyển sản phẩm đều phát thải ra rất là nhiều khí nhà kính, có thể lên đến hàng trăm triệu tấn CO2 một năm. Rồi vi nhựa là được thải ra biển và nó sẽ quay trở lại với chúng ta ở dạng thực phẩm. Cho nên là để mà bảo vệ môi trường cũng là để bảo vệ chính chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng cắt giảm cái việc sử dụng nhựa và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Xin cảm ơn quý vị ban giám khảo và hẹn gặp lại quý vị ban giám khảo vào tháng sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem kết quả của giải sáng tạo và tái chế.